Ok, xin mời khách mời. Chào thưa quan nha. Chào Chào bạn. tất cả các quý anh chị em đang theo dõi trên kênh. Thì Rồi, xin cũng mời bạn. mình thì lúc nãy cũng nghe Quang và anh Huy cũng đã trao đổi với cái nội dung mà ngày hôm nay mình anh em mình live. Thì đầu tiên thì bổ sung cho anh Huy trước là cái khối mà nó thành lập đó là khối Warsaw nha anh. Cái khối này thành lập ngày 14 tháng 5 năm 1955, là cái khối quân sự mà gồm có 7 nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa ở Trung Đông, ở Trung và Đông Âu, gồm có Liên Xô này, Ba Lan, Bulgaria, Đông Đức, Hungary, Romania và Tiệp Khắc. Thì cái liên minh quân sự này do Liên Xô thành lập á, mục đích chính á, là nhằm chống lại cái khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO do Hoa Kỳ đứng đầu, mà trong thời kỳ chiến tranh lạnh diễn ra từ năm 1947 đến năm 1991, thì sau khi Liên Xô sụp đổ thì cái khối này cũng tan rã luôn. Đó thì có bổ sung với anh Huy ở cái điểm đó. Còn cái đi vào nội dung của ngày hôm nay á, thì qua theo dõi cái clip ngay từ đầu của Thưa Quang đưa lên, rồi Quan Lâm à. ý kiến của anh Huy á, thì mình thấy rất là đồng tình thôi. Bởi vì thực tế là như thế này, giống như Thưa Quang có chia sẻ thì ngay chính cái pháp luật của Hoa Kỳ thì người ta cũng đã quy định là bất kể kỳ cá nhân tổ chức nào mà có cái hành vi lật đổ chính phủ Hoa Kỳ thì cũng bị xử lý rất là nặng nề, chứ không riêng gì, Rồi. mà cái này không riêng Hoa Kỳ mà bất kỳ nước nào, dù là quân chủ chuyên chế hay quân chủ lập hiến hay đa đảng hay đơn đảng, thì người ta đều có những cái quy định nhằm bảo vệ chính quyền của mình. Đấy, và pháp luật của cái chính quyền đó thì phải được công dân nước đó và công dân nước ngoài đến sinh sống làm việc tại nước đó phải chấp hành một cách nghiêm chỉnh. Đó, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật chứ không riêng ai cả. Đấy, Chính thế xác. thì khi mà Phạm Đoan Trang á, vi phạm pháp luật Việt Nam thì bị nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xử lý, đó là chuyện hết sức bình thường. Cũng giống như mình nhắc lại á, dẫn chứng lại cái vụ đồi Capitol cũng vậy thôi. Mặc dù Hoa Kỳ luôn kêu gọi là một đất nước tự do, nhưng tại sao có những người người ta tham gia vào cái cuộc biểu tình đó và xông vào tòa nhà Quốc hội thì bị chính phủ Hoa Kỳ bắt xử lý, và trong đó có những người ví dụ như có cái anh mà anh ấy là cựu cảnh sát thì anh cũng bị bắt xử phạt tiền 45 ngày tù đó. Đó, chuyện đó hết sức bình thường. Thế nhưng mà mình nhớ cách đây mấy năm ở khu vực miền miền Trung á, thì phải, thì cũng có một cái bộ phận người ta xông vào rồi đốt xe rồi các kiểu đó, thì khi Việt Nam xử lý thì các cái tổ chức nhân quyền thì lại lên tiếng. Bởi vì sao? Bởi vì thực tế như anh Huy đã chia sẻ đó, thì ông Mỹ này ông không phải can thiệp vào các nước xã hội chủ nghĩa không đâu, mà cứ cái quốc gia nào mà ông nhắm thấy có lợi về mặt chiến lược quân sự ấy, về vị trí quân sự rồi về tài nguyên khoáng sản thì ông đều chọc ngoáy hết đó. Ví dụ như các nước mà khu vực Ả Rập, Ả Rèo đó, người ta cũng đâu phải là xã hội chủ nghĩa đâu. Mặc dù có thể các nước ở Đông Âu, các thứ, Trung Đông Âu ngày xưa người ta là xã hội chủ nghĩa, nhưng sau khi người ta sụp đổ, người ta đã chuyển sang 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 chế độ tư bản chủ nghĩa. Thế nhưng ông vẫn can thiệp vào, thì nó phải có lợi ích ở trong đó thì người ta mới can thiệp vào. Đấy, chứ không, nếu mà không có lợi ích thì không ai can thiệp được hết. Người ta đâu có dạy gì mà tự dưng người ta bỏ tiền của rồi sinh mạng ra để người ta đi vào một cuộc chiến mà không có ý nghĩa đâu. Thực tế người ta có mục đích của người ta hết. Đấy. Còn nói về các cái tổ chức nhân quyền đó, thì cũng thưa khái quát một chút để cho Thưa Quang và quý anh chị nghe. Thì cái này cũng là theo như tìm hiểu thôi, chứ nó nếu mà nói chính xác 100% thì cũng không dám khẳng định. Thế nhưng mà có thể Đúng nói rồi á, là cái tổ chức nhân quyền đầu tiên á, được thành lập á, là trong thời kỳ Mỹ là đang còn là 13 thuộc địa của Anh nhá, và phục vụ cho việc bãi bỏ chế độ nô lệ thời điểm đó, thì được thành lập bởi Anthony Benezet năm 1775. Đây là cái tổ chức nhân quyền đầu tiên. Đấy, và một năm sau đó, đấy, thì trong cái bản tuyên ngôn độc lập á, là người ta cũng sử dụng lại một phần trong cái tuyên ngôn nhân quyền này.
để người ta viết ra cái tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Thế thì tổ chức nhân quyền của Hoa Kỳ sinh ra là để giải phóng thuộc địa, bãi bỏ chế độ nô lệ do cho chính người Mỹ. Thế thì tại sao bây giờ những người vi phạm ở Việt Nam bị xử lý thì các anh lại can thiệp? Có phải là các anh dung túng cho các cái hành vi đó không? Đúng không? Đó, giống như anh Đúng Huy rồi. đã chia sẻ đó, là nếu như mà những cái người này người ta đấu tranh thực sự ấy, không vì cái gì cả ấy, không vì cá nhân, không vì tư lợi cá nhân, thì mình vẫn dám khẳng định một lần nữa, giống như hôm tối cách đây 2 hôm mình chia sẻ đó, thì không ai mà bỏ tiền túi ra đi làm việc vô ích cả đó. Và thậm chí là có những cái clip mà chính cái các cái hội này người ta bóc mẽ nhau luôn, kể cả trong cái vụ Lê Đình Kình cũng vậy. Cái việc về được chia tiền làm sao chia không rõ ràng rồi cũng tung clip lên bóc mẽ nhau, cái đó nó là thực tế đó, chứ không phải là mình xuyên tạc ở đây nha. Như lúc nãy có cái bạn gì đó bạn cũng nói là xuyên tạc, mình không hiểu xuyên tạc cái gì, cái này là thực tế nha, là mình nhìn thấy được các cái hình ảnh bàng hoàng, chứ mình không phải là nghe người khác nói đó, chứ không phải là anh em, là chúng tôi là lên đây là anh em chúng tôi xuyên tạc, chúng ta nói những cái Dựng gì chuyện đúng nó đúng thì chúng thì là rồi. đúng, mà sai thì chúng ta phải công nhận là sai đó. Rõ Đấy, bây ràng. giờ tôi hỏi 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 như anh Hoàng Nguyễn cũng vậy, mấy người đó bây giờ các anh chống đối đúng không, nhà nước, thì thực chất các anh chống đối là vì cái gì, các anh trả lời là vì cái gì đã. Chứ còn nếu như mà nói á, mà các cái tổ chức chống việc nhà nước Việt Nam á, tôi ví dụ đơn giản thôi, như Bắc Cầm ở bên Mỹ khả năng bác biết rõ nhất, đó là cái tổ chức của Đào Minh Quân đó. Ngày xưa Quách Thế Hùng là được phong là tới đại tướng này gì đó, bây giờ tại sao Quách Thế Hùng bỏ đi đó, và Quách Thế Hùng đã lên trang Facebook cá nhân chia sẻ lý do ra đi là cái gì đó, quý vị cứ tìm hiểu là các quý vị sẽ biết thôi. Lừa tiền người ta thành lập công ty đi cái đòi không được, mà cái chức danh á, thì chức danh là chức danh hão thôi, chứ ông bộ trưởng hay phó tổng thống thì ông cũng có quân đâu, mà quân thì toàn mấy bác là giờ đi hết nổi rồi thì làm được cái gì nữa. Rồi ngay cả như Huỳnh Hùng Tân bây giờ ra lập một cái tổ chức mới mà cũng cũng chuyên chống cộng này, là cũng nằm trong đó. Rồi kể cả AQUY nha, AQUY cũng là nằm trong cái tổ chức của Đào Minh Quân, và sau khi AQUY ra khỏi cái tổ chức đó là AQUY tổ chức bao nhiêu buổi live để nói về cái tổ chức đó, đúng không? Đó là ngay các anh thôi, là các anh, cái mục đích các anh thành lập cái tổ chức đó là cũng vì tiền cả thôi đó, chứ các anh chưa thể bài bản như Việt Tân được. Việt Tân á, là nó có tài trợ này, nó có cơ quan truyền thông này, nó có chân rết này, nó có tùm lum hết. Thế nhưng bao nhiêu năm nay thì phương thức của nó vẫn chỉ là xuyên tạc thôi, chứ nó cũng chưa thể làm gì được. Còn các anh ở bên đó thích chính phủ Hoa Kỳ cho anh tự do, anh thích anh làm tổng thống, thích anh làm phó tổng thống, người ta đâu có quan tâm, miễn là các anh đừng có vi phạm chính phủ Mỹ. Chứ còn bây giờ các anh thử vi phạm chính phủ luật pháp chính phủ Mỹ xem người ta có xử lý các anh không. Còn các anh ở bên kia á, là Bắc Cầm biết này đúng không, trong một cái trăm 100 điều ấy, 100 bao nhiêu điều mà để câu trả lời mà để thi nhập quốc tịch Mỹ đó, thì người ta có cái nhớ không nhầm á, thưa Quang mình nhớ không nhầm là có câu mình khái quát lại thôi, chung quy là mình nói ngắn gọn là cái câu trả lời đó, người ta nói là cả công dân phải chấp hành theo pháp luật Chính đó. xác. Thế nên là cái này á, là riêng cái chỗ Phạm Đoan Trang rồi cái mấy cái thành phần như Dũng Vô Va rồi cái gì cái mụ gì mà giáo viên mà ở Cam Lâm Khánh Hòa lúc nãy anh Huy chia sẻ đó, thực ra mình cũng xem mà mình không nhớ tên, thì cái Cẩm đó nó Thúy. thuộc vi phạm vào pháp luật. Rồi Cẩm Thúy thì mình thấy đó là người vi phạm pháp luật Việt Nam, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xử lý, đó là hết sức bình thường. Còn các cái tổ chức nào đi chăng nữa, chính phủ nào đi chăng nữa, thì theo như quy định của quốc tế các nước đã ký kết với nhau là các anh không có quyền nha, là can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác. Chính xác. Điều cơ Lấy ví bản đúng dụ không đơn ạ? giản, nó cơ bản, mình lấy ví dụ đơn giản như thế này thôi. Cái trường hợp Edward Snowden là cái người mà đã tố giác Mỹ đã sao chép và rò rỉ thông tin tối mật từ cơ quan an ninh quốc gia.
Đó. Thì qua đó để biết được là chính phủ Mỹ đã sử dụng cơ quan tình báo trung ương và cái cơ quan an ninh quốc gia và cái cơ quan mà người ta gọi là giám sát toàn cầu cái gì đó, là người ta liên minh tình báo FIS, người ta giám sát liên quan đến mọi vấn đề của an ninh quốc gia. Trong đó có cả thủ tướng Đức nha, Angela Merkel thời điểm đó đã được công khai. Đó, thế sau khi mà ông này ông công bố thì ông lại bị Mỹ truy đuổi khắp nơi. Bây giờ đang hình như đang tị nạn ở Nga. Nếu như mà cái trường hợp này ở Việt Nam á thì Mỹ xử lý thì sao? Và cái trường hợp này thì có được gọi là dân oan không? Rồi. Theo như văn của mấy anh ở bên kia là trường hợp Edward Snowden là sẽ là dân oan. Thế nhưng mà chưa thấy cái tổ chức nhân quyền hay là mấy anh ở bển anh đi anh hô hào anh kêu Lên gọi tiếng chính gì? phủ Mỹ buông tha cho Snowden để trở về quê hương. Đó. Mà nhìn anh này sau khi anh bị truy đuổi là anh hốc hác nhìn không ra người luôn. Đó, đơn giản vậy thôi. Mình lấy một ví dụ thực tế luôn. Chứ không mình không có nói theo kiểu Rồi. là giống như mấy anh bên kia là hóng Dựng cái là lên. nói, hóng cái là nói. À, đây là thực tế. Đó, đó là vấn đề về 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 cái vấn đề Phạm Đoan Trang cũng như ấy, lúc nãy anh Huy chia sẻ nhiều rồi thì mình cũng không nhắc lại. Cái tiếp nữa là cũng bổ sung và thêm vào một phần của chỗ anh Huy về nói về công giáo thì mình có nói thực tế ra là công giáo mà du nhập vào Việt Nam á, nó khoảng năm 1933 thì cuối thế kỷ 16 đầu thế kỷ 17. Đó. Thì sau đó thì đến cái giai đoạn mà do vua Minh Mạng trị vì từ năm 1820 đến năm 1844 á, là bắt đầu thực hiện các cái chính sách cấm đạo khắc nghiệt. Đó, và lúc này là nhiều cái nhà truyền giáo và người theo công giáo là bị giết. Thế nên là lúc này Pháp mới mở đầu cái cuộc xâm lược Việt Nam năm 1858 và chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ theo hiệp ước Nhâm Tuất năm 1862. Đấy. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là nếu mà chúng ta nghiên cứu là tôi nghiên cứu là như này thưa qua, có nghĩa là trong suốt cái thời kỳ chiến tranh Đông Dương á là tòa tòa thánh Vatican Căng người ta không có ủng hộ cái việc mà thực dân Pháp lôi kéo người công giáo đâu nha. Đấy. Rồi. Bởi vì lúc này là vấn đề là phong trào dân tộc ở Việt Nam là do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Đấy. Thế là Vatican cho rằng là ý thức hệ cộng sản á, với chủ trương là nhà nước vô thần muốn loại bỏ tôn giáo. Đó. Xong đến khi mà năm 49 á, mà khi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc á, người ta nắm được quyền ở Trung Quốc rồi á, lúc đó là giáo hoàng Pio 12 với ra một cái sắc lệnh là cấm tín hữu công giáo khắp nơi trên thế giới cộng tác với phong trào cộng sản. Đó. Chứ không phải là ấy đâu nha. Ấy và đến năm 1954 mà theo hiệp định Geneva là Việt Nam chia thành hai miền tập kết ấy, thì lúc này ấy, nó mới sản sinh ra một cái mình cứ nói một cái sự kiện đấy đặc biệt mà người ta dùng để tuyên truyền đó là Chúa đã vào miền Nam. Thì người ta lôi kéo cái người công giáo ở phía Bắc đi vào trong miền Nam. Đó. Thì lúc đó là cái cán cân mà về quân số công giáo nó mới thay đổi giữa miền Bắc và miền Nam. Ban đầu là miền Bắc là nhiều hơn. Sau cái đó là đến năm 1954 với cái câu là Chúa đã vào miền Nam đó, là người công giáo vào miền Nam thì lúc đó với quân số mới thay đổi ở phía trong miền Nam này là nhiều hơn miền Bắc. Và mục đích của người ta lôi kéo nó cũng có lý do hết. Bởi vì theo như hiệp định Geneva thì chúng ta sẽ tổng tuyển cử đúng không ạ? Đấy, Đúng. thì quân số bên nào đông thì bên đó thắng. Thế nhưng mà nếu mà nói về lịch sử thì có lẽ ở đây Thơ Quang với các bạn cũng biết cả rồi. Thế nhưng cũng nhắc lại một chút. Thế nhưng mà khi mà để thực hiện hiệp định Geneva này thì Mỹ người ta cảm thấy cũng không ổn rồi. Thì lúc đó người ta mới can thiệp
mà làm cái cuộc trưng cầu dân ý đó, mà phế truất Bảo Đại để ông Ngô Đình Diệm ông lên đó, năm 1955 mới lập ra cái đệ nhất đó, chứ còn trước đó gọi là quốc gia Việt Nam đó. Thì sau khi mà ông Ngô Đình Diệm bị đảo chính thì mới là sinh ra cái nền đệ nhị. Và bây giờ anh Đào Minh Quân ở bên kia là anh đang là tranh cử với anh Trần Thanh Đằng với mấy anh là để thành lập cái đệ tam. Đó là chúng ta nói về nguồn gốc là như vậy. Đấy. Thế thì sau khi mà đất nước được giải phóng á, đến ngày hôm nay á, thì thực ra những người Công giáo hay những người Phật giáo hay là những người theo các cái tôn giáo khác á, thì người ta cũng sống tốt đời đẹp đạo thôi. Chứ người ta cũng không và nguyên tắc của Công giáo á, thì theo như mình tìm hiểu thưa quan Đúng rồi. là các tôn giáo người ta cũng cũng không 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 tham gia về chính trị đâu nha. Đó. Thế nên là bắt đầu sau khi đất nước được giải phóng đến nay thì cái sự chia rẽ là ngày càng lớn. Mình cứ nói thẳng đây là sự chia rẽ, bởi vì thực ra là giáo hoàng có quyền lực rất là lớn, cái này thì ai cũng có thể biết. Thế nên là mới sinh ra một cái bộ phận mà mình cứ nói là không an phận thủ thường, bắt đầu mới sinh ra là đi đi chống đối, đi chống đối nhà nước, rồi cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam thế này, Đảng Cộng sản Việt Nam thế kia, thậm chí như ở Huế hay một số nơi là còn đi chiếm đất, xong bảo đất này đất của Chúa. Nếu mà nói đúng ra thì đất của Chúa phải bên Jerusalem á, chứ không phải ở bên Việt Nam hay quốc gia khác, đúng không? Ông được sinh ra ở đó mà. Đó, chứ còn riêng các cái vấn đề phía sau á, thì hôm nào thì có cái buổi mình cũng có chia sẻ sâu rộng hơn. Bởi vì thực ra thì cũng có tìm hiểu một chút về các tôn giáo. Đó, thế nên là các cái ví dụ như Chúa hay là về Phật giáo là ông Thích Ca Mâu Ni đó, và Phật tổ đó thì cũng đều có cha mẹ sinh ra cả thôi, chứ không phải tự dưng ở dưới đất chui lên hay trên trời chui nhảy xuống. Đấy. Nói đúng ra là như vậy. Thế nên là cái quan thực ra công giáo hay các giáo giáo tôn giáo khác thì cũng phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Ấy, chứ anh không thể là anh đi ngược lại pháp luật Việt Nam được. Anh không thể lấy Chính xác cái luật của Vatican ra để các anh tôn giáo. áp áp đặt cho một quốc gia. Rồi. Thơ Quang với lại chú anh chị mà tìm hiểu biết, ví dụ như mình cứ nói thẳng luôn là mình không có giấu gì này, là Việt Nam mình bây giờ là tiềm lực về kinh tế, về quốc phòng. Đấy, rồi quan hệ quốc tế mặc dù là có đi lên nhưng để mà đứng trong những cái vị thế thì nó chưa phải là đứng trong tầm có vị thế và vị thế lớn như các cường quốc như Mỹ hay là Trung Quốc được. Thế nhưng mình Đúng rồi, tìm hiểu mình biết mình đó, nói nôm riêng na Trung là Quốc top ấy, top 5, top 10 gì đâu đúng như riêng Trung Quốc ấy, là người ta rất là mạnh. Nên mình tìm hiểu mình biết đó, là khi mà phong cái người ta gọi là gì đó, hồng gì hồng y hay là cái gì đó mà Vatican phong á, Hồng Y. là Trung Quốc người ta không chấp nhận. Cái ông mà phụ dạng như kiểu phụ trách ở các cái ấy đó, mình giáo phận giáo phèo mình không nhớ lắm, nhưng cái tên gọi của bên đó mình không Nhớ nhớ, được. mình tìm hiểu lại. Nhưng mà khi mà Vatican phong cái đó là Trung Quốc người ta không có chịu, người ta kêu là nếu như các ông muốn mà Vatican phong á thì các ông về bên đó rồi người ta phong, còn nếu mà phong ở Trung Quốc là phải do Trung Quốc người ta có sự can thiệp, người ta nói thẳng luôn chứ người ta không giấu giếm. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì lãnh đạo Việt Nam mình ấy, như bạn thấy không, trên báo đài mấy hôm nay ấy, chuẩn bị đến ngày Giáng sinh là lãnh đạo Đảng nhà nước là đi đến các cái giáo phận rồi các nơi mà có những cái nơi như kiểu các cái nhà thờ lớn để chúc mừng các tín đồ rồi các thứ. Cái đó là quan tâm đặc biệt của lãnh đạo chính phủ chứ, mà không riêng gì Công giáo, kể cả Phật giáo cũng vậy. Đấy, các cái sự kiện quan trọng là lãnh đạo Đảng nhà nước đều đến chia sẻ. Đấy, đều đến gọi là chung vui. Đấy, nó rất là quan tâm để phát triển. Chứ đó nếu mà nói Việt Nam mình mà đàn áp tôn giáo thì xin lỗi, không không thể mà
Có những anh mà như anh gì anh gì Nam Nam nhỉ, Nam rồi ở đó Đặng Vũ Nam. ở mấy như mấy anh đó ở đó làm gì có, nếu mà nhà nước mà đồn đàn áp tôn giáo thì làm gì các anh nó được lên tiếng, mà làm gì các anh Đúng nói rồi, theo kiểu là thế này thế kia đối với cộng sản được, đúng không? Cái đó là mình nhìn vào thực tế là rồi. mình thấy thôi, chứ không cần phải 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 nói gì là mình bưng bô hay cái gì. Nói thẳng mấy anh bên kia mấy anh cứ bảo bưng bô, tôi không có bưng bô, cái này thực tế là nó là diễn ra là như vậy. Mà nếu có bưng bô đi chăng nữa thì chúng tôi là công dân Việt Nam, chúng tôi bưng bô cho Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và rộng hơn nữa là cả dân tộc Việt Nam, chuyện đó rất bình thường. Đấy, đó là Đúng tinh rồi. thần dân tộc của những người chúng tôi. Còn các anh không thích thì các anh muốn bưng bô ở đâu các anh bưng bô đó, chứ tôi không có phản bác cái quan điểm các anh về cái vấn đề mà các anh cứ gọi là bưng bô, đúng không? Các anh thích bưng bô ai thì các anh bưng bô, còn chúng tôi là con người Việt Nam, chúng tôi bưng bô cho dân tộc Việt Nam chúng tôi, các anh muốn nói gì các anh nói, cái đó chuyện đó là hết sức bình thường. Và cái điểm cuối cùng thì cũng muốn chia sẻ với Thưa Quang cũng như anh Huy là theo như 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 tìm hiểu thì hiện nay á thì Việt Nam mình mà quy định về cái giảm án phạt tù á, là mình cũng mới tìm hiểu là cái tội mà xâm phạm an ninh quốc gia đó thì chưa chưa nó chỉ có quy định về cái vấn đề tha tù trước thời hạn có điều kiện thôi, thì bạn nào có thời gian thì có thể tìm hiểu thêm, bởi vì mình cũng tìm hiểu trên mạng nên là cũng cũng khó định nghĩa lắm, thì không không có được, rồi đặc xá nữa thì phải cũng không có được. Nhưng mà còn về cái giảm án đó, thì có cái thông tư mà số 02 năm 2015 tháng 5 2013 đó, người ta hướng dẫn thi hành quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân đó, thì mình nghĩ là chỗ trường hợp Phạm Đoan Trang là vẫn có đủ điều kiện, nếu như trong cái thời gian chấp hành án và chấp hành tốt, không riêng gì Phạm Đoan Trang mà tất cả những phạm nhân khác đang thi hành án phạt tù trên toàn lãnh thổ Việt Nam, kể cả là đối với phạm nhân là người nước ngoài thì cũng đáp ứng đủ các cái điều kiện thì người ta đều có thể giảm án. Đặc biệt là trong đó là cái việc chấp hành trong quá trình anh đi 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 tù á, là anh phải chấp hành cho nó tốt, nội quy theo như cái quy định chung của nhà nước thì anh sẽ được giảm án thôi. Thế nhưng mà giống như Thơ Quang có nói đó, thì hình như là Phạm Đoan Trang khi ra tòa được hỏi thì Phạm Đoan Trang có trả lời là sẽ không không đi Mỹ. Được không? Đấy, không đi Mỹ. Bởi vì là có lẽ là Phạm Đoan Trang cùng cái nhóm của Nấm Mốc thì cũng đã tìm hiểu quá rõ về cái môi trường cuộc sống của những người sang bên đó rồi. Đúng Đó, rồi, thế qua đó nên là là còn vỏ chanh thôi, mất giá trị lợi dụng, đúng không? đúng rồi, thì người ta nói rõ mà bắt chanh bỏ vỏ thôi, khi anh còn giá trị lợi dụng Rồi. thì tôi cho anh ăn miếng bánh mì uống miếng sữa để anh đi anh hò hét cho tôi, mà khi anh hết giá trị lợi dụng Quát rồi ấy, thì tôi ném anh đi thôi chứ sụp rác thôi. cứ quan tâm làm gì. Thế nên là khả năng Phạm Đoan Trang vẫn sẽ được giảm án phạt tù theo cái quy định theo cái thông tư này, thế nhưng mà còn có được giảm hay không thì còn tùy thuộc vào cái cô này, và cái cô này sẽ có Đúng thời rồi, gian rất là thay dài đổi. là 9 năm. Thì cô ấy 9 năm để cô ấy vào trong đấy, cô ấy sẽ được ngoài thực hiện đúng cái nội dung sách viết của cô ấy ra thì khả năng cô ấy sáng tác thêm được một số sách mới, mà mình cũng hy vọng là cái sách mới Những cẩm này nang mới. nó sẽ để có được cái hơi hướng nó làm sao cho nó đúng tinh thần và đúng cái quay trở về quỹ đạo một con người bình thường, để truyền tải được cái thông tin mà tốt đẹp khi cô ấy đang thụ án, để cho các cái anh ở bên kia anh ấy đọc được, để nếu có điều kiện thì sau này anh có sắp sửa anh ra đi mà anh muốn lá dụng về cội thì anh còn có cơ hội đấy, chứ còn xuyên tạc thì các anh xuyên tạc hàng ngày rồi đấy, giống như đúng là anh Huy có nói các anh này anh nói ra rả hàng ngày rồi, nói rất là lung tung, kể cả như anh ông Khoa Khắm ở bên Đức vậy, ông Nguyễn Văn Đài, nếu như không biết dạo này Thơ Quang có theo dõi không, nhưng mà hình như dạo này ông Nguyễn Văn Đài ông không có xưng tôi là luật sư Nguyễn Văn Đài nữa đúng không Thơ Quang?
Mình thực ra cũng xin lỗi bạn, thì những nhân vật đó thì mình ít có quan tâm lắm, mình ít theo dõi lắm. Ví dụ như là có vấn đề gì anh em mọi người trong 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 diễn đàn chúng ta đó, ví dụ họ thấy bức xúc thì họ cung cấp, thì mình xem qua cái nội dung đó mình thấy như thế nào rồi mình mang ra mình mổ thôi. Chứ còn mà nếu mà đã theo dõi cái đám đó thì cũng ít lắm. Tại vì như thế này, mỗi lần anh ấy lên sóng là anh ấy xưng là tôi luật sư Nguyễn Bá Đài. Thế là mình mới bực quá. Hôm đó mình mới chất vấn hắn. Mình bảo giờ ông là trưởng thành từ môi trường xã hội chủ nghĩa do Cộng sản Việt Nam đào tạo. Cái bằng luật sư của ông là do Cộng sản cấp. Thế bây giờ ông chống Cộng sản, ông sang Đức ông ở rồi mà ông còn xưng luật sư, ông luật sư với ai? Ở Việt Nam thì ông không về được rồi. Mà ở bên Đức thì cái bằng luật Đúng sư của rồi, ông có cãi được cho ai không? Mà ông xưng luật sư. đâu có Đó giá là trị, thì mình đâu theo có như mình phản ông bác ông quả đó là mình thấy mấy anh em có nói lại là ông không có xưng nữa. Thế nhưng từ bữa mình ghét, mình cũng không 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 coi lại. Mình không coi lại mấy cái trường hợp này. Đó. Thế nên là qua cái buổi trao đổi livestream của Thơ Quang ngày hôm nay á, thì cũng nói đi nói lại thì cũng từng đó nội dung thôi. Thế nhưng mà chủ yếu là muốn dẫn chứng ra nó có cái số liệu rồi có chi ngày tiết tháng hơn, cụ thể để đúng cho rồi, mấy anh kia anh cụ đỡ thể. đỡ nói mình xuyên tạc cái này cái kia, chứ không thì các anh lại bảo rồi tôi lên rồi tôi nói tầm bậy tầm bạ. Chứ còn nếu mà nói các anh chống bao nhiêu năm rồi vẫn vậy đó, giống như kiểu cái sự kiện mà ở phố Bôn Sa đó, ông Ngô Kỷ với cái ông gì chủ tịch cộng đồng bóp cổ nhau e lưỡi ra, có một nhóm người thôi mà các ông còn không bảo được nhau. Đúng không? Các ông đòi về làm lãnh đạo Việt Nam giống như kiểu anh Huy anh nói đó. Đào Minh Quân lừa người ta toàn vậy, ông như Vương Văn Thả đó phóng ra đâu rồi đại tá hay cái gì đó cái chức gì đó rồi cũng ra rả rồi xong rồi Vương Văn Thả bây giờ nhập kho rồi đâu có thấy Đào Minh Quân nhắc tới đó. Thế thì qua cái buổi livestream thì cũng muốn chia sẻ để anh em mình giao lưu thôi, chứ cũng không phải vì cái gì như mấy anh kia anh nghĩ. Thế nhưng mà muốn để cho mọi người nghe rồi mình chia sẻ ra cho cộng đồng, rồi mỗi người có một ý kiến đóng góp thêm vào những cái phần mà anh em mình thiếu sót, rồi nhìn nhận lại cái sự phát triển của đất nước, sự lãnh đạo của Đảng, rồi nhìn nhận lại cái phía bên mình cứ gọi là cái phía bên kia, nếu như người ta thực sự tốt đẹp với Việt Nam thì người ta sẽ không có những hành động mà đáng xấu hổ như vậy. Thì qua buổi hôm nay cũng chia sẻ mấy nội dung như vậy. Chào Thư Quang với chào tất cả anh chị em. Cảm ơn bạn ạ. À. À, cảm ơn bạn rất là nhiều.